Đà Lạt thì ăn vặt ở đâu ngon ta? Và đây là một quán đồ ăn vặt với âu là nhiều món mà chưa chắc người địa phương đã biết ha. Và quán này tồn tại ở Đà Lạt cũng hơn 10 năm rồi á. Quán hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người là quán Cherry ha. Địa chỉ là 236 Hai Bà Trưng, mở cửa từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối. Ở đây thì đồ ăn và đồ uống khá là đa dạng luôn. Tôi gọi những món best seller như signature ở đây ha. Và giá khá là rẻ, chỉ từ 10 cành thôi. Món đầu tiên mình gọi là bánh bèo chén, giá số kèm một chén. Và ăn kèm với nước mắm ngọt. Khi ăn thì mọi người rửa nước mắm ngọt vào. Chang phải thật là đậu nước mắm thì ăn mới sướng. Nó sẽ có thịt bằm nè, rồi ít bánh đa. Cái phần bánh bèo nó siêu dày luôn nha mọi người. Ăn là quên luôn lối về mọi người ạ. Mỏng mềm mịn, phần thịt bằm thì rất là ngon luôn. Và món tiếp theo mình gọi là món sắp sắp, giá 17 cành một dĩa. Ở dưới thì có nước mắm ngọt sẵn rồi ha. Phở ở đây không có giòn giòn như cái hàng khác, nhưng mà nó mềm mềm dai dai, ăn rất là ngon luôn. Một điểm cầu ở đây cái chú phục vụ rất là có tâm luôn á. Ăn xong món đó là chú gọn dẹp mang món khác lên liền ạ. Là mì ý giá 35 cành một dĩa. Khúc này là bà May bà Trang tưng cà chứ mình không có Trang đâu nha. Mà ta nói mì ý và thịt bằm cho nhiều xỉu mọi người ạ. Phần mì thì vừa chín tới vừa giữ được độ dai. Phần thịt bằm sốt cà chua thì cô vừa cho nhiều mà lại còn rất là đậm đà nữa, ăn rất là ngon luôn á. Món tiếp theo là bò bí mặn 15 cành 3 cuốn. Bên trong sẽ có salad, lạp xưởng, trứng và tôm khô. Chấm sẽ là tương ớt xíu muội với lạc rang và ít hành khô nha mọi người. Khi ăn mọi người phải chấm đậm nước sốt giống mình vậy nè. Đó mọi người có đủ vị luôn. Này là ngọt mát của rau củ nè, vị bùi thơm bé của nước sốt, chút thơm thơm của trứng và lạp xưởng, nói chung là nức nách luôn mọi người ạ. Túi sách ngày hôm nay sẽ là bánh phần lăng ăn kèm với cà phê và kem trái cây. Kem trái cây thì 20 cành, còn bánh phần lăng thì 10 cành. Trên bánh sẽ có ít nước cốt dừa ha. Bánh phần lăng ở đây thì cô tự làm luôn nha. Nhìn chúng nó nóng nến thực sự mọi người ạ. Khi ăn vào thì mọi người thấy vị béo của nước dừa cũng như là bánh hòa quyện cùng với cà phê sữa, thơm nức mũi luôn mọi người ạ. Cuối cùng là kem trái cây, ở dưới quá là trời trái cây tươi luôn mọi người ạ. Bên trên sẽ là kem vani với mất dâu ha. Ở dưới có nước cốt dừa mọi người, siêu nhiều luôn, ăn bao béo luôn. Đây là cô chủ quán làm ra các món ăn nè mọi người. Chắc hẳn coi đến đây các bạn sẽ hỏi là quán có tiếp khách du lịch không, thì đây là câu trả lời của cô nha. Vẫn tiếp khách du lịch được cô? Dạ. Cái hội đầu á là cô bán ăn về thôi. Dạ. Trước mà nó quá chừng luôn. Dạ. Bán ăn về thôi. Dạ. Thì khách du lịch tới thì em cũng nói là cảm ơn. Dạ. Dạ. Để em nói sao cho em có du lịch được. Dạ. Chứ nghĩ sao mình để cái thay đổi cứ mở khách du lịch luôn. Dạ. 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 Tội, có chuyện rất bắt cô, ấy là rất là tôn trọng cô mà khách du lịch luôn á. Tại vì con thấy mấy quán kia nó cấm khách du lịch đó cô. Dạ. Dạ. Kỳ thị đúng không? Kỳ thị. Dạ. Tổng cái là làm một quán đồ ăn khá là rẻ, chất lượng đồ ăn lại rất là ngon nữa. Cộng thêm ông bà chủ phục vụ rất là có tâm luôn. Đây là một quán ăn vặt khá là đáng thử cho các bạn khi đến Đà Lạt nha. Có thể là đồ ăn sẽ ra chậm một tí nhưng mà vì khoảng khá là đông, các bạn có thể thông cảm ha. Còn mình là Tấn Hiền đến từ làng trẻ em FS Đà Lạt, đừng quên follow mình nha.